Phải nói với anh em một điều đã lâu lắm rồi tôi chưa được ăn mới quán lẩu mà nó ưng ý như thế này. Chỉ khoảng tầm 250 000 nghìn là buffet hải sản với cả bò Mỹ ngập mồm luôn. Phải nói đến lúc ăn xong rồi mà tôi hỏi anh chủ quán là sao anh để giá rẻ à thế? Thế anh bảo là quán anh trong ngõ với cả anh bán vì đam mê. Bỏ qua vụ bán vì đam mê đi thì vụ bán trong ngõ thì đúng là có thật. Bởi vì đi vòng vèo mãi mới tới. Lúc đầu tôi có định đi về cơ mà may tìm được. Anh em nào mà sau video này có định đi ăn thì phải xem kỹ video nhé không để dễ nhầm. Cái suất buffet khai vị này là gọi riêng thì anh em có thể gọi hoặc không gọi cũng được. Tôi đi quay tôi tiện tay gọi review cho anh em xem thế nào thôi. Nhưng mà tôi sẽ không không ăn nhiều lắm đâu để để dành bụng để ăn những cái món như là thịt thà với cả hải sản các thứ à có một điều mà tôi phải kể với anh em là ở đây có nước lẩu hai ngăn anh, anh em chọn nước lẩu vị gì cũng được nhưng mà tôi khuyên anh em nên chọn cái vị trường thọ mà nó có cái phần nước màu trắng này này thực sự là ăn những cái nước lẩu thái với cả lẩu kim chi chua cay mặn ngọt đấy mình cũng quen rồi giờ đổi sang một cái loại nước lẩu là có vị thanh ngon của xương ống với cả ngọt bùi của sữa ăn nó vừa lạ mà lại vừa đã à có một cái tip mà chị nhân viên nhắc mình là cái phần uh, sốt nấm này thì anh em cho một chút nước lẩu vào tự dưng thấy lạ mà quen hóa ra cái sốt chấm này người ta làm giống như hệt man anh em ạ về cái phần thì thì tôi nói thực sự là nó quá chất lượng luôn nếu mà bảo tôi kể tên một cái quán lẩu thứ hai có thịt chất lượng như này với cái giá tiền như này thì trong đầu tôi chưa thể nghĩ ra nhanh được mà cho dù tôi có nghĩ thêm một lúc nữa thì chưa chắc đã nghĩ ra mà tôi nói thật với anh em nếu mà không gặp phải một cái quán mà tôi ưng ý thật sự thì không bao giờ tôi dành thời gian tôi ngồi thu 3 phút video để tôi up lên facebook như này cả cái phần rau nấm này sẽ cho vào nước lẩu tôm chăm để cho nó đậm đà còn cái phần thịt bò tươi ngon ngày hôm nay tôi xin dành chọn tình yêu cho cái vị lẩu trường thọ ăn xong cái vị này gần như không muốn ăn cái vị khác luôn à mà lưu ý với anh em nhé là đấy là tôi ăn những cái vị chua cay mặn ngọt nhiều rồi nên là muốn đổi gió chứ anh em nào mà không quen này có thể thấy nó hơi nhạt một xíu ở à, một cái quán lẩu mà mang phong cách kiểu hơi hàn quốc cái này thì đương nhiên là sẽ có cả kim chi rồi gắp một miếng kim chi với cả nấm ăn kèm thịt mà cảm giác nó vừa miệng thực sự phần thịt ba chỉ đã ngon là một chuyện rồi nhưng mà cái phần thịt mà cắt thành hình tảng vuông ấy, ăn nó còn bùi còn ngậy hơn nữa mà anh em lại có thể gọi thoải mái luôn nhá ăn hết thì lại gọi tiếp đoạn này tôi có gọi xin thêm nước với cả anh em thông cảm một chút là ăn nhiều thịt quá đến đoạn này nó hơi váng chút dầu anh em cứ vừa ăn vừa vớt cho đỡ ngấy còn nhá. tôi đi với người yêu chia ra ca anh vớt ca một thì em vớt ca hai tiếp đến là ăn cái phần hải sản thì tôi nghĩ là cái phần hải sản này thì ăn nó vốn dĩ nó không mặn mà như cái phần thịt rồi nên là tôi quyết định cho hết cái phần hải sản và nước lẩu tôm dâm. riêng cái phần hải sản này thì anh em sẽ có một cái bát riêng để chấm nhá nó là sốt tiêu chanh thôi ăn vào miệng một phát là cảm nhận được ngay cái vị tươi ngon của hải sản hòa quyện cùng với cả muối tiêu chanh nó vừa thơm thơm lại vừa giòn giòn cơ mà có một cái món đặc biệt ở đây mà anh em sẽ thấy ở ít cái hàng lẩu là ở đây có sách bò cái sách bò mà xem video tiktok trung quốc thì người ta cứ ăn cả tảng ấy. nói thật là hai mươi tuổi đời rồi giờ mới được trải nghiệm rồi cho vào miệng của nó mà cái cảm giác nó dai nó vừa dai mà nó lại vừa giòn anh em ạ nói vừa dai vừa giòn thì nhiều anh em lại bảo tôi thằng này review chắc bị điên nhưng mà nó đúng thế thật nó giòn sồn sột, sột mà cái sồn sồn nó lại không dứt nó cứ thế để cho mình nhai đi nhai lại và cảm nhận cái vị của nước lẩu còn cái miếng cá thì nó phải nói là dành cho những cái người mà không thích ăn cá như tôi đa phần chúng ta không thích ăn cá chỉ là bởi vì cá có xương thôi. mà cá này thì có khác gì thịt gà không chứ là... mà nhắc đến thịt gà thì mới nhớ nếu bò là hoa hậu hải sản là á hậu thì có lẽ là cái chức... người đẹp thân thiện là không thể nào mà không thuộc về thịt gà rồi. một cái pha xử lý rất là tinh tế của nhà hàng khi cắt cái miếng gà thành một cái lát mỏng như này thay vì chúng ta phải gặm xương và lóc thịt ra thì bây giờ chỉ cần nhúng và ăn luôn Thực sự là cái nhà hàng này làm tôi quá là thích rồi ạ Đấy, mang tiếng là đi ăn buffet mà ăn hết những cái gì người ta bê ra là không gọi thêm được đĩa nào nữa Giờ chuyển qua ăn tráng miệng là ăn kem Kem thì cũng làm trong set buffet nha các bác nhá Có rất là nhiều vị nhưng mà tôi gọi đại diện là sữa chua với cả sô-cô-la Ăn thì cũng được nhưng mà tôi không thích lắm là cái phần kẹo cốm ấy nó hơi ngọt Còn địa chỉ quán tôi sẽ để ở cáp để các bác đến thầm thử nhá